mới hàng tháng mình nghĩ hàng tháng ăn chục ký gạo. Ờ đúng rồi, ông ăn đâu có nhiều đâu. Đâu có nhiều. Trời, chủ yếu là cái tiền thuốc này nè, rồi tiền đâu ông mua? Thì cũng dành dụm mấy đứa cháu, khi cháu nó cho năm xu cắt nè. Dạ. Rồi cái tiền mà người già này lãnh nè. À. Rồi mình xài, mình cũng nhín nữa, mình mua thuốc. Nhín lại để dành mua thuốc uống thôi. Dạ, bây giờ chủ yếu là uống thuốc nhiều hơn con. Đó. Dạ, đúng rồi. Xin chào cả nhà, trở lại với video tiếp theo của Tâm Rồm. Thì hành trình hôm nay mình có mặt ở đây là ấp Tân Ninh, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thì được sự giới thiệu của một chị sống bên đây, thì hôm nay mình đi qua bên đây để mà tìm hiểu về hoàn cảnh của một cụ ông là hơn 80 tuổi rồi mà neo đơn sống chỉ có một mình thôi. Thì ông là không có con cái, thì vợ cũng mất rồi, ông chỉ sống có một mình trong căn nhà gỗ. Thì hồi nãy giờ mình cũng đã qua đây, mình hỏi thăm cả buổi trời mới hỏi thăm được cái địa chỉ nhà của ông. Đường ở bên đây rất là khó tìm luôn nha cả nhà. Đường thì ông là sống ở một cái chỗ mà là vùng quê hẻo lánh nữa, nên là đường rất là ngoằn ngoèo, rất là khó tìm. Mình là mất hồi nãy giờ là hơn nửa tiếng đồng hồ mới tìm vô được tới đây. Để đến đường ở đây, hồi nãy là mình phải qua thêm một cái đồi nhỏ nữa, đi qua một con kênh, còn không là đi một đường vòng rất là xa luôn. Cái này mình quẹo chút xíu là tới nhà của ông rồi nha cả nhà. Ui, cái cầu này nó hơi nhỏ. Đường hơi nhỏ, hơi hẹp. Quẹo vô cái đường đất nữa. Đường ở đây hơi khó vô. Quẹo đây là tới nhà rồi, tới nhà của cụ à. Quá cái nè. Ấp Tân Ninh. Dạ, cô chào ông ha. Dạ. Dạ. Dạ, ông là ông Út đúng không ạ? Dạ. Tại con cũng mới biết ông thông qua một người chị bên đây nè. À, chị ấy chỉ con nói về hoàn cảnh nhà ông á. Ông có một mình nè. Dạ. Ủa, ông cụ sống ở đây chỉ có một mình à? Có mình. Rồi vợ của ông cụ? Vợ tôi chết lâu rồi. Mất lâu rồi ha ông? Mất lâu rồi, mất hôm nay 20 năm rồi. Rồi hai ông bà có con cái không? Không có. Dạ, rồi suốt ngày ông chỉ ở nhà vậy đó hả? À. Dạ. Ở, cho con hỏi ông ngoại nay nhiêu tuổi rồi? Nay 85. Ngoại 85 tuổi. À. Dạ, ông là ông... Người ta gọi hay gọi ông là ông... Ông Út Thấy. Ông Út Thấy. Ừ, đúng rồi. Dạ, ông Út Thấy ha. À. Dạ, ông chỉ có một mình như vậy thôi. Dạ. Ở đây là nhà của ông cất lâu chưa ông? Lâu rồi. Nhà gỗ. Đây là nhà bên trong nhà của ông cụ. Nhà gỗ mái tôn. Dạ. Chỗ này chắc ông ngủ hả? À, chỗ ngủ. Dạ. Rồi ông cụ ăn gì chưa? Ăn rồi, ông sáng ăn cơm rồi. Dạ, ông cụ ngồi ghế đi, ông cụ cứ ngồi tự nhiên ha. Dạ, con qua con thăm ông rồi con tìm hiểu chút xíu à. Dạ. Dạ, ủa cái này cái gì không? À, bình trà hả? À, đọc vậy. Bình trà mà cái để trong cái trái dừa. Trái dừa. Cái này của ông mua hay là ông làm? Cái này của mình, tụi nó cho. Của người ta cho không? Dạ. Dạ. À, hàng ngày cơm nước tự ông cụ nấu hay sao? Đúng rồi. À, mình à, cái gian bếp ở dưới đó phải không ông cụ? Ừ, đó là gian bếp. À, rồi ông cụ là chỉ ở nhà thôi, rồi cái gọi là cái nguồn thu nhập đó, rồi tiền đâu để mà ông cụ sinh hoạt hàng ngày? Tôi thì nói thẳng với cháu là dạ. không có tiền nhiều nha, có khi tiền dịch tuổi tuổi già đó. Dạ. Đó, có khi người ta
tiếng A tên tên người cao tuổi. À, tiền người cao tuổi. À, 85 vậy là cũng được hưởng chế độ người cao tuổi rồi. Đúng rồi. Dạ, một tháng là 270 hay nhiêu phải không? 270. Dạ, chỉ có được cái nguồn đó thôi. Dạ, được cái nguồn đó. Rồi, ví dụ ông cụ nấu ăn gì, gạo, đồ ăn, đồ ông cụ đi chợ hay là sao? Đi về cái mình đi chợ, mình mua. Chợ chợ gần đây không ông? Ừ, đi chợ ngoài đây nha. Ờ, cái chợ gì mà này phải không? Ừ. Hồi nãy con đi đường đó đó nhưng mà cái đường nó đang làm đi không có được. Đúng rồi. Rồi còn phải đánh một cái đường vòng. Yeah. Đường vòng Mỹ bên kia. Yeah. Nó hơi xa, nó xa, không khoảng 2 cây số á. Người con mới tìm được vô tới đây nè. Thì lát nữa nhưng chú cái gì chú chạy vô đường bên đó chạy ra. Dạ đúng rồi, con đi một đánh một cái đường vòng. Dạ. Yeah. À. Từ từ lúc mà bà mất tới giờ là mấy chục năm rồi không? 20 năm. 20 năm. À. Là từ đó tới giờ ông còn sống với ai không? Không, tôi sống mình. Một mình? Một mình. Hai ông bà không có con à? Không có con. Rồi có cháu gì không? Cháu giống như cháu bà con hay là? Cháu bà con có. Ở gần đây có không ạ? Có gần, có. À. Nhưng cháu bà con thì của thằng nào mà thấy là thằng đó hướng chứ mà đúng không? Dạ đúng rồi. Yeah. Rồi anh em của ông ngoại có chết, hay chết đâu à? Tới lui không? Chết. Ủa? Không còn hả? Không còn. Vậy là chắc còn cháu không á? Giờ còn có tôi không à? Anh em tôi 3, 4 anh em trai. Giờ dạ. Tôi còn tôi còn chứ một chị gái mới chết rồi nữa. Dạ. Rồi xong rồi á, cái phe của tôi á, chỉ anh em ruột, chị em ruột á. Dạ. Chết hết rồi. Vậy là cái gọi là cùng thời với ông cụ là không còn ai hết, chỉ không còn mình ông cụ thôi. Bây giờ chỉ còn cháu thôi. Còn cháu. À, cháu lâu lâu có ghé thăm ông không? Thì cũng có, thì lâu lâu nó cũng ghé. Thì nó cũng ở xa, nó lo mà ăn chú ơi. Nó lo dạ. Mà ăn gì ai biết kể nữa. Chỗ này ông nấu cơm đúng không? Ờ, bữa nay ông ăn cái gì? À, rồi. Đây, con thấy chảo không có gì hết trơn vậy. Rồi mọi bữa không ăn cơm được nhiều không? Thì bữa nó đúng ăn được một chén, có khi chén rưỡi nhưng chưa đủ nhiều. Ăn ít ha. Dạ. Rồi ông cụ suốt ngày có đi ra ngoài không hay là chỉ vòng vòng đây thôi? Thì cũng có đi ra, cũng đi ra chợ đi mua thức ăn đồ gì. Từ đây mà lội ra chợ là mất bao lâu vậy không? Đi ra chợ đi chắc độ tôi đi chậm độ 20 phút. Dạ, ông cụ đi bộ từ từ ra ha. Ờ, đi bộ từ từ. Là đi, ví dụ như đi ra ngoài cái cổng hồi nãy là mình quẹo phải là đi hướng ra chợ đó đúng không? Ờ, đúng. Còn hướng ra đây là hướng đi về dạ. Về cái đường của con á. Dạ, đúng rồi. Dạ. Ông cụ ở nhà một mình buồn không cụ? Còn như cũng mọi trước thì ở chết thì cũng buồn mà giờ hết buồn rồi. Không còn nữa thì buồn. Quen hay không? Quen rồi. Ủa gần đây là có hai bà con không cụ? Có nhà đó cũng có quen biết. Quen thôi hả? Quen. Quen thôi chứ không có bà con hả? Dạ. Giống như rồi nó đi chợ mình muốn ăn gì gửi mua bánh mì không vậy. Thôi còn cái thức ăn của mình mua. Gửi á hả? Gửi mua giùm á hả? Ờ, gửi mua giùm. Dạ. Ông cậu uống thuốc gì ạ? Thuốc huyết áp nữa này kia. Này thuốc con uống hả? Ờ, thuốc áp. Ông bị huyết áp hả? Ờ, thuốc tim. Này thuốc giảm đau mà không? Ờ, kia giảm đau. Cái này huyết áp nè. Ờ, cái này nè. Này cháu huyết áp quá. Ngày nào ông cũng uống hả? Ừ, uống ngày rồi, uống 3 viên. Thuốc ông cậu lạnh của lạnh hay là mình mua? Mua. Mình mua ở đâu vậy? Đồng lạnh rồi, mà giờ mình không có xe, mình đi ra ngoài xa. Dạ. Tôi lại chỗ chợ này, có tiệm nó bán mua. Mua, là mua. Cái này là ông mua ngoài tiệm. Ừ, mua ngoài tiệm. Vậy ngày nào ông cũng uống không? Uống. Thì ngày uống này viên à. Dạ. Này viên 3 viên. Còn cái này thì nóng lạnh mình mới uống, còn nóng lạnh thôi. Dạ. À đúng rồi, cái này chị cảm sốt nóng lạnh. Ừ, nóng lạnh đúng. Dạ. Ở đây con thấy mát mẻ quá ha. Ừ. Đi làm mấy tôn nhưng mà được cái là ở đây dừa nè, dừa nhiều lắm. Dạ. Dạ. Ông cụ không dắt con xung quanh nhà được không cụ? Ở nhà dạ. Từ đó. Ra ngoài sân nè. Được. Dạ, ông cụ dắt con đi. Dạ. À, 85 tuổi rồi con thấy ông vẫn còn khỏe chứ.
À, coi có ai ghé đây giúp đỡ nhiều không? Cũng đâu mà không có tôi. À. Tôi từ chỗ này xuống tới Mỹ. Đất của ông cậu hả? À. Ông cậu có trồng gì không? Có nuôi gì không? Không có nuôi gì. Dạ. Giờ mình nuôi của mình không? À, tới đó không cậu? À, tới đó. À, ngoài đó có gì không? À. Ngoài đó có gì ngoài không? Đâu có gì đâu. Dạ. À. À, thôi vậy con biết gì được rồi. À. À. Ở đây là toàn thể nhà của ông nè phải không? Ừ. À. Dạ. Rồi điện nước xài sao không? Mình có vô cái nước này, thằng nhỏ kia nó cho. Xài giặt đồ giặt đạc kia nó cho. À, cho miễn phí ha, xài miễn phí ha, miễn phí không có tốn tiền, không đúng rồi tiền. điện chắc cũng không tốn luôn quá. À vậy ông đâu tốn gì được nhiều đâu. Yeah. Chỉ có tiền thuốc thang này kia thôi. À, già cả mà ăn thì không có nhiều, ở cũng không có nhiều, mà chỉ yếu là tiền ốm đau rồi á. Ông ngoại biết con ở đâu qua không? Ai biết à? Con ở bên Đồng Tháp á. Đồng Tháp mà. Dạ. Ông ngoại biết Đồng Tháp không? Kìa cũng có đi bán cây dừa rồi nè, đi Đồng Tháp. Ờ, là hồi xưa là ông làm gì? Đi dừa cây á, mình cưa bán nguyên cái cây á hả? Ờ, cưa kèo với đồng tay nữa, chở Đồng Tháp á. Vậy là hồi xưa cái nghề của ông cậu là cưa cây bán. Ờ, cây dừa. Cây dừa. Mấy cây đồng tay đâu á hả? Ờ, với mấy cái cột đó hả? Hả? Như vậy mấy cây cọc chứ gì? Ừ. Ủa sao ông bán đâu tấp tuốt bên Đồng Tháp vậy? Thì hồi đó cũng gạo thóc thì không có ăn, thì đốn ba dừa cây đốn hết, nên mướn ra cưa. Dạ. Cưa chở đi bán. À, thời ông còn trẻ ha. Ừ, còn trẻ còn mặn được. Dạ. Giờ già còn đốn cây nổi không? Đâu rồi rồi. Dạ. Kéo tàu dừa kéo không nổi, đúng cái tàu dừa đúng kéo không được. Dạ. Con nói đùa với ông chứ làm sao mà bây giờ làm công việc đó nổi. Cái tuổi này là tuổi nghỉ hưu mà. Cơm nước tự nấu, mình tự nấu tự một mình giặt giũ cũng một mình luôn. Đó giặt giũ của mình đó. Thành ra nước nó cho cây nước à, nó cho thì mình xài. Ông xài cũng đâu có nhiêu nước đâu. Nhiêu nước. Dạ. Thì cứ một tháng nó góp đâu có hai khối nước gì thôi đâu. Dạ. Tắm rửa giặt giũ gì thôi. Dạ ông cậu thích uống trà lắm đúng không? Dạ. Dạ. Mấy trà tôi đâu uống. Khách lại có bàn trà sẵn, có bình trà sẵn. Có bình dẫn á, như đây đâu có nước nào. Bình trà được làm từ trái dừa, nên ta lấy cái vỏ này. Ủa sao không có nước không? Ông chưa pha hả? Dạ. Để đổ quá ha. Đơn giản ha. Nhà thấy nhà ông cậu sống đơn giản nè. Không có cầu kỳ này kia nhiều. Nhà con thấy mối ăn hết trơn rồi ha. À, y chang nhà con vậy đó. Mối ăn hết trơn. Cái mấy cây cột này là bóp cái là nó mềm sụm à. Tôi mới mua tôi đi làm mấy cây cột á. Dạ, có bị dột không? Hả? Nhà mình có bị dột không? Có, cũng có dột. Ngon nghĩ nó dột ít nhưng mà bị tạt, cái vách trong lỏng à. Ừ, vách trong lỏng. Mà ông ngủ ở trong đây có bị tạt không? Có chứ, trời hãy trời gió, trời dông có tạt đó. Mưa lớn là tạt ha? Ừ, mưa lớn tạt. Vậy chú ở trên Đồng Tháp à hả? Con ở bên Tháp 10, Đồng Tháp á. À. Tháp 10, ở đây. Hồi sáng giờ con đeo ở đây là gần hơn 1 tiếng rưỡi. Hơn 1 tiếng rưỡi đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Ông cụ ở đây mà đi trung tâm chợ gạo, phải qua cái phà Xuân Đông đúng không? Nãy con qua cái phà đó đó. Con qua cái phà đó. Con vô đây hỏi thăm cái đường vô cái chợ, nãy ngay cái chợ là người ta đúng. Đang làm lộ. Đúng rồi. Dạ, đi không có được. Nên là con đánh một cái nguyên cái đường vòng rồi thăm đánh nguyên cái đường vòng ở ngoài. Đường vòng như đánh đây đánh chạy bên phà ngoài cũng được. Dạ. À cái đường đúng rồi, cái đường vòng là đi thẳng ra ngay bên phà ngoài. Đúng rồi, ra ngay cái phà luôn. Còn như có đi chạy chỗ đường quý bang nè, chạy tuốt dưới qua cái cầu cái cầu chợ gạo một lần đó. Dạ. Có cái cầu gạo ông cụ còn nhiều không?
thì cũng hãy có nhiêu mua nhiêu là ăn, chừng nào ăn hết mua nữa thì chắc mua ở đất quá chứ đâu có chữ chữ nhiều, đâu có dự trữ, cái thứ là không có dự trữ, dự trữ rồi rủi nó móc mà sao. mình ăn ít mà đâu có nhiều. Thôi kệ, một mình vẫn tự lo được ha. Cái đó là mỗi hàng tháng mình nghĩ tháng ăn chục ký gạo. Đúng rồi, ông ăn đâu có nhiều đâu. Đâu có nhiều. Trời, chủ yếu là cái tiền thuốc này nè, rồi tiền đâu ông mua? Thì cũng dành dụm với mấy đứa cháu, có khi cháu nó cho nông thôn cắt nhẹ. Cái tiền mà người già này lãnh nè. Rồi mình xài, mình cũng nhín nữa, mình mua thuốc. Nhín lại để dành mua thuốc uống thôi. Già bây giờ chủ yếu là uống thuốc nhiều hơn cơm. Đúng rồi. Uống thuốc nhiều hơn cơm nữa. Ăn không có nhiều. Ăn không có nhiều. Thì con được biết ông cụ á, thông qua một chị ở gần bên đây, cùng xã với ông luôn. Thì cụ biết nhiều hoàn cảnh của ông á. Thì ông sống chỉ có một mình thôi. Có mình. Đúng rồi. Không có con cái gì hết. Không có cái. Thì vợ tôi chết 20 năm. Dạ đúng rồi, bà thì mất nên mấy chục năm nữa. Vậy cũng không đâu có làm gì cả tiền. Làm gì cả tiền. Thua thủi với con mình thôi, bây giờ chủ yếu là tiền thuốc ốm đau rồi. Nên tôi con mới qua đây con tìm hiểu về hoàn cảnh ông. Con không biết con mua cái gì nữa. Như là cũng sắp Tết tới nơi rồi. Còn hơn tháng nữa là Tết rồi. Còn con không biết chừng nào con qua nữa. Đó, chính vì vậy á, thì sẵn là con qua con gửi thì con giúp đỡ cho ông một ít tiền ha. Thì giống như là tấm lòng này là của nhà hảo tâm. Nhà hảo tâm xa gần á, gửi cho con. Để mà con đi giúp những cái hoàn cảnh giống như ông như vậy. Thì cái số tiền này là 10 triệu. Để cho ông rồi là dùng trong dịp Tết ha. Với lại mình để ở phòng những lúc mà ốm đau. Đúng rồi, ốm đau thuốc thang đâu á. Và đây con sẽ đếm là từ từ cho ông nha. 1 2 3 4 5 đây là 5. 5 triệu thôi, 500 lớn nè, để từ từ. 5 6 triệu nè. 7 8 9 đây mà 10 triệu ha, con gửi tận tay cho ông nha. Ông cất cái số tiền này giống như là quà Tết đi ha. Tại con không biết là con qua nữa. Lâu lắm rồi con mới có dịp con đi qua. Con cảm ơn chú cũng hảo tâm. Nói với cũng như cái người mà giúp đỡ cho tôi mà gửi chú nha. Dạ. Con về là thăm ấy, ông mừng đó. Ông cụ mừng lắm hả? Dạ. Nè con dặn cụ nè. Cái số tiền này cũng tương đối là gọi là lớn rồi. Với lại cụ cất cho kỹ ha. Rồi mình dùng cái số tiền này mình ăn uống là mình phòng những lúc ốm đau rồi đó. Ông cụ thấy thiếu gì ông cụ mua một con ha. Cảm ơn. Thấy cụ mừng lắm đúng không? Mừng chứ. Hồi đó giờ có ai cho tiền cụ nhiều gì không? Đâu có. Vậy hả? Đâu có. Cụ mừng lắm ha. Dạ mừng lắm chứ. Dạ nè, cụ mua mình ăn uống, mình thèm đồ ăn, mình mua với mình ăn đại đi. Rồi gắng ăn tẩm bổ với thôi cụ. Cảm ơn. Thì con đi một lần khó, con không biết khi nào con qua đây nữa. Đúng rồi. Dạ. Cảm ơn rất nhiều. Quên nữa. Trời. Mấy người không tâm chú. Dạ, con cái này con cũng quý lắm nè. Đây, con cho cụ cái này. Trời ơi, cụ không nhắc cụ quên. Đây, một chai dầu nước xanh luôn. Đây là cũng dầu gió Singapore. Nước ngoài của mấy cô chú gửi về cho con. Rồi với một chai dầu nhỏ nữa nè. Đây cũng là dầu sức lỗ mũi luôn. Thì dầu này cụ bỏ túi cụ đi chơi đi một vòng sớm thì đó mình bỏ túi mình xài. Còn cái chai lớn thì cụ để ở nhà. Cảm ơn chú nhiều. Dạ. Cái này quý lắm nha cụ. Tấm lòng của cô chú bên nước ngoài á. Để mà con cho những trường hợp như cụ vậy đó. Thôi thấy cụ vui con cũng mừng rồi. Thôi vậy thôi con ghé nhà mình tí xíu vậy ha. Con không biết khi nào con qua nữa, nhưng mà nếu như mà có dịp đi ngang hoặc đi gần đây thì con sẽ ghé cụ.
Cảm ơn dạ. Chú Xuân Nhận, chú dạ. Thứ mấy? Con Út. Út hả? Dạ, con thứ tư, con Út. Út dạ. Thôi cô, ê. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chú nhiều nha. Cô, cảm ơn những người hảo tâm mà gửi tiền cho chú. Chú cho... Ông là ông đáng tuổi ông ngoại con. Dạ. Dạ, ông cụ. Dạ. Ông ngoại chứ gọi là ông ngoại đi. Dạ. Dạ. Thôi ông ngoại sống cho khỏe ha. Dạ, dạ. Dạ. Ông cứ vui vẻ lạc quan lên. Con thấy ông như vậy là được rồi. Dạ. Dạ, cảm ơn chú nhiều nha. Dạ, dạ, dạ. À, con xin phép cụ con về. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Cụ nhớ lấy chai dầu xài ha. Dạ, dầu đó sức thơm lắm á. Dạ. À, con quay cái địa chỉ nhà ngoại cái. Cái địa chỉ nhà ngoại là 650 tổ 14. Ấp Tân Ninh, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo. Dạ, tỉnh Tiền Giang. Dạ thôi. Cụ làm gì cụ làm đi, giờ con đi về ha. Dạ, bye bye cậu ha.